kênh đang có mặt ở Tiền Giang, ở Gò Công Đông nha quý vị. Bây giờ là bắt đầu là mình đi tới một cái khu, một cái địa điểm du lịch nổi tiếng ở Gò Công Đông. Cái chỗ này là thỉnh thoảng là đoàn quay phim người ta cũng tới, người ta hay quay phim nữa. Bây giờ thì mình bắt đầu mình tiến vô trong là do Thổ Địa sẽ giới thiệu với mấy bạn ở trong nha. Xin chào mọi người, mình là Thanh Bùi. Hiện tại thì đoàn của mình quay thì hôm nay là đoàn của mình sẽ quay cái cảnh đình Gò Táo Tân Đông. Là đây là một cái kiến trúc đình khoảng năm 1000 với cái kiến trúc thời xưa. Rất nói chung là cái đình này có khoảng hơn 110 tuổi, được hình thành vào năm 1907, được điêu khắc rất là tỉ mỉ. Và nói chung là cái đình này là rất là nhiều đoàn phim hoặc là những cái đoàn phim á, người ta hay về đây để người ta quay cái cảnh đình này nè, với cái một cái tán bồ đề linh thiêng, nó sẽ bao phủ lên cái đình. Cái kiến trúc này rất là đẹp nha mọi người. Cái view nó rất là cổ. Nói chung á là mọi người á có thể đến đây chụp hình quay phim hoặc là chụp hình cưới cũng rất là ok nha mọi người. Sau đây mình sẽ dẫn vô cái đình. Rồi đây là ở hiện tại á, cái đình đây á là thuộc địa phận của ấp Gò Táo, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang nha mọi người. Khi mà theo chân coi mình bước vô trong luôn đi. Nhìn lên là thấy me là me quá trời luôn, hồi nãy là không có nhìn là mình cũng thấy không. Là cổ thủ không, mọi người bên này nhìn lên trái quá trời trái luôn. Cái con cái gỡ á, cái gỡ bên tay á. Khi mà mọi người tới đình Gò Táo Tân Đông, khi mà bước vô á thì mọi người sẽ gặp cái cây me đầu tiên, cái cây me và cái cây một bên là cây me, một bên là cái cây bồ đề rất là lớn của mọi người. Chúng ta sẽ có cái thiên nhiên tuổi của nó khoảng trên 50 tuổi nha mọi người. Cái cây rất là rộng và cái gốc cây này khoảng 3 nữa. Còn bên đây là một cái cây bồ đề cũng rất là lâu, cũng khoảng trên 20 năm theo cái tán cây rất là rộng, đủ che mát một cái khoảng không gian trước cho khi ở trước đầu đình nha mọi người. Bây giờ mình đi vô trong đình luôn nha, tiến vô trong luôn nha mọi mình người nha. Tiến vô trong đình nha mọi người. Theo như lời Thổ Địa vừa nói là cái đình này là được khắc niên đại từ năm 1907, là có tuổi thọ là 110 năm. Thành sẽ nói thêm về cái đình này là có những cái kiến trúc điêu khắc có từ thời vua Minh Mạng nha mọi người. Những cái chạm khắc ở trên đá công trình này đã rất là lâu, cho nên nó đã cũng như là nó đã xuống cấp. Khi ở trên đây là cái năm 1907 nè mọi người. Đây ở trên đó. Có nghĩa là nó lâu năm quá, 110 năm rồi, cho nên là nó hơi cổ kính, cho nên là cái khắc ở trên đó nó hơi bị mờ. Là bây giờ mình bước vô trong là mình thắp nhang luôn mọi người nha.
thì đời sống nhân giả đã tới biển Rạch Bùng của xã Tân Điền. Bây giờ thì cái biển này đó thì nó cũng là thuộc ở chỗ của bạn Thanh Bùi, cho nên là thổ địa ở đây vẫn sẽ review cái biển này cho chúng ta nha, tại vì Tiên cũng không có rành ở cái địa điểm này. Rồi, mời bạn. Rồi ok, thì tiếp tục là chúng ta sẽ đi biển Rạch Bùng thuộc xã Tân Điền. Và đây, nơi đây là một cái bãi Rạch Bùng mà kiểu như là nó có bãi đá và kết hợp với ở trong, phía trong thì là một cái rừng ngập mặn, là cái rừng phòng hộ. Còn mé bên ngoài là một cái bãi đá để Bạn rối rồi. Mà không biết ở đây là có cua giống như mình thấy là nghe cua biển đúng không? Ở đây có không ta? Ở đây sẽ có ở đây là sẽ có nghêu và cua còng các loại cũng như ở biển bình thường thôi, nhưng mà ở đây thì được cái là rất là ở bên trong nó rất là mát. Và ở đây á là thường mọi người á đời sống dân dã hoặc là những cái YouTuber mà ấy á thì người ta cũng tìm tới những cái địa điểm này. Và các bạn nào mà bạn trẻ năng động mà muốn khám phá thì có thể đến bãi biển Rạch Bùng để mình tham quan. Rồi bây giờ mình săn quần, mình lội xuống mình thử coi là có nghêu, có cá gì ở dưới này không, rồi mình trải nghiệm luôn mọi người ha. Mời mọi người theo chân đời sống dân dã nha. Cẩn thận để té nha mọi người ơi. Bây giờ là theo chân đời sống dân dã mình tiến sâu vào trong mọi người nha. Cái nó lắc hết không? Ở đây rất là mát nha mọi người. Hiện tại là ở đây nước chưa có lớn. Khi mà nước lớn là nó sẽ ngập tới khoảng cái cầu này nè. Cái tim nó gì hết hồn hoài vậy? Hiện tại thì mình đang đi ra ngoài bãi đá nha mọi người. Và ở trong đây á là rất là mát luôn. Để mua đây. Yeah, được nè. Chắc là loài biển nè mấy bạn. Mày nói ghê quá à. Ê coi lát bắt cá hồi lòi ăn luôn. Ê bắt cá, nhảy em chân em kìa. Nhảy em chân em nè. Cá nhỏ nè. Đi ngón chân em nè. Đâu rồi? Cái gì vậy? Chợp không chính lắm trời. Nó chạy đâu rồi? Nó đâu rồi? Đi ngón chân em nè. Đâu? Kìa chân chân luôn kìa. Trời ơi, coi chừng chụp trúng cái đít bà Tiên đó, bà la đó. Trời ơi, con cá là lòi được không? À, là hai con mắt nó lòi như vậy là kêu con mắt là lòi nè. Bắt không được mọi người ơi, nó nhảy nhanh quá. Nó bắt không được nhưng mà nó bị thằng kia nó bắt mà hai cái ngón chân luôn, mới ghê á. Đi các bạn. Tiếp tục nè. Vô. Mình còn rất là nhiều điều thú vị để khám phá này nha mấy bạn. Đây có một con quá bự luôn nè mấy bạn. Cá hồi lòi chà bá luôn kìa. Chị bắt cá. Đâu? 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 Có đâu? Đâu? Thấy chích liền luôn á. Đó, nó nhảy rồi. Ở đây nước đen lên nha mọi người. Ở bên trong nó gọi là một cái rừng phòng hộ để giữ đất và đá. Còn mé bên ngoài á là biển và chỉ toàn là đá thôi. Đây lên bãi đó kìa. Bây giờ mình lên bãi đá mọi người nha. Thấy con cá thò lòi nữa nè. Bắt gì được? Bắt không được đâu. Thanh. Đưa cho tụi An rồi. Nè. Wow. Ôi, đưa đây tôi đem về cho con sao sao mày lẻ. Cái gì vậy? Ốc mượn hồn. Ê, ở trong có con còng nè. Này, con phải ốc mượn hồn. Đó. Ừ. Nè. Có này con ốc dừa. Ốc dừa. Ốc dừa, con đó là con ốc dừa. Đi. Ôi.
Thôi đi xuyên không đi chắc ăn. Phải mã dép ra đi xuyên không. Tưởng đâu là té là chặt cái cánh tay luôn rồi đó. Nhóm ra tới bãi đá luôn, ra tới ngoài bãi biển luôn nè mọi người. Có nghe tiếng sóng đánh không? Bây giờ mình bắt đầu mình tiến thẳng đi ra ngoài biển luôn ha. Đi mọi người ơi. Ê, giữ cho mà cái điện thoại đi. Mọi người ơi, nước ở đây rất là mặn nha. Đúng là biển cấp mặn là nước phải mặn luôn á. Tại sao nước biển lại mặn? Tại sao nước biển lại mặn? Mà làm sao bắt cua bắt nheo được ta? Ở ngoài đây do là mình đi trễ quá, nước đã lên rồi cho nên đó mình không có thể nào mà để bắt cua hoặc là bắt những con còng ở dưới biển được. Khi mà mọi người đi, nếu như mà mọi người có dịp mọi người đi sớm á thì tầm khoảng 7-8 giờ là nước nó sẽ còn xuống ngoài kia kìa, nước nó chưa có lên á, thì lúc đó mọi người có thể ra biển á bắt cua hoặc là bắt những cái con còng con thấy á, về mình bỏ vô hồ mình chơi cháy ở dưới biển có mấy con ăn hồi tối. Ở ngoài xa xa có cái cây giữa biển đẹp ghê luôn kìa. Cái cây đó người ta gọi còn gọi là cái cây cô đơn nha mọi người. Cây cô đơn mọi người thấy không? Đi ra đó ở đây anh đi ra không có được, mình phải đi qua đường kia mới đi ra được đó. Bình thường á là cái cây đó đi phải xuống tay á, là thường thường đi cái cây á nước mà nó chưa có lên đó thì mọi người có thể đi dòng đường kia, mọi người đi ra để chụp hình chung với cái con đơn đó. Ở đây sóng đánh cũng mạnh, không có thu gì biển Vũng Tàu hay biển Nha Trang luôn mọi người, mạnh ghê. Khi về Tiền Giang nơi đây là nơi hạ nguồn của đồng bằng sông Cửu Long cho nên nó nước và rất là giàu phù sa cho nên nó là nước không có đông như các biển chúng ta hoạt động ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi dọc bờ kè Tân Điền để tới biển Tân Thành mọi người nha. Tiếp tục theo chân đời sống nhân giả nha.
được thiên nhiên, Tiền Giang này được thiên nhiên ban tặng một cái là gọi là rừng vàng biển bạc, cho nên là ở đây cá tôm rất là nhiều. Và ở đây là biển, nói nhắc tới Tiền Giang là mọi người sẽ biết đến biển Tân Thành và biển Tân Điền, là hai cái biển này là nó giáp ranh với nhau, đi từ một cái bờ kè ở bên Tân Điền và đi qua Tân Thành nha mọi người. Tân Thành, do là cái bản biển nó cao quá, bây giờ là mình review cái bản không tới, thì bây giờ là mình bước vào trong, mình quay bên trong luôn mọi người ha, rồi mình theo chân kênh đi leo vô luôn mọi người nha. Ok, cho đời sống dân giả đi quay mấy cảnh rừng đồ ở mé bên kia rồi, cho nên nó là giờ cũng tầm 11 giờ mấy rồi, cho nên nó trời hơi nắng, cho nên mọi người cũng hơi mệt rồi. Giờ mọi người khẳng định hiện tại nhiều rồi. Hiện tại á, giờ thì mọi người đang di chuyển ra cây cầu của biển, cây cầu đặc trưng của biển Tân Thành nha. Ở đây nè mọi người cây cầu đó nè, đứng ở phía đây mình đã nhìn thấy rồi nè mấy bạn. Mọi người nhìn theo tay của Tiên là mọi người có thể thấy được cái cầu mà dắt ra ở giữa biển luôn. Là bây giờ là bắt đầu là mình băng thẳng đường, mình đi đường chính nhở? Đúng rồi, đi đường chính. Mình đi đường chính đi. Đó, mọi người nhìn thấy cầu đúng không? Mọi người theo chân Tiên bắt đầu mình theo đi vô trong, thì mình đi ra bãi biển luôn ha. Mình kết thúc nhanh luôn, tại vì bây giờ hiện tại thì đi quá trễ cho nên là rất là nắng, mọi người cũng mệt lắm rồi. Lên cầu đúng không? Mọi người theo mọi người thấy cái bãi đá này á, là lúc theo đi dọc cái bãi đá này á, là lúc trước á, là ở đây á, cái bãi đá này không phải là cái bãi đá đâu, mà nó là một cái bờ đê, do sóng đánh mạnh quá cho nên nghe người dân ở đây nói á, là do sóng đánh mạnh quá cho nên á, là cái bờ đê này nó đã bị sập rồi nha mọi người, và giờ là toàn là đá thôi. Lúc trước á, là ở đây á, cái bờ đê nó rất là cao và rất là chắc. Có nghĩa là theo như trên bản thổ địa ở đây nói á, là người dân bảo ở đây là cái bờ kè này là có đường đi hẳn thôi. Đúng mà rồi. Bây giờ là do sóng mạnh quá rồi đánh sập cái bờ đê, cho nên hiện tại bây giờ nó sẽ trở thành một cái bãi đá. Từ tầm 2 đến 3 giờ thì sóng nó rất là mạnh cho nên nó có thể là nó sẽ đánh sập bờ đê này và giờ trở thành cái bãi đá. Rồi đi mình không muốn lạc, mình muốn biển không có trời. Giờ đạp đẹp quay phim này, cầm đây đó. Mình được quay chú. Mời bạn ăn kem nha. Đồ quay chú nổi tiếng, chú bán được nhiều kem. Dạ, cảm ơn. Cái này mình gọi là kem Tân Thiền nha mọi người nha, 10.000 một cây, bao rẻ. Tân Thành. Ôi là quên, Tân Thành. Tân Thành. Lộn mấy bạn có đi qua ghé ủng hộ chú nha mấy bạn. Ngay cầu biển Tân Thành. Ngay cầu biển Tân Thành nha. Đi thôi mọi người ơi. Hồi lúc trước á, là lúc mà chưa có cái bờ đê này á mọi người, là lúc mà cái bờ đê này chưa có sập á, là sẽ có cái đường đi qua bên mấy cái nhà hàng bên kia luôn, là không có cần thấy đâu. Là lúc này á, đang do là sóng đánh mạnh quá cho nên á, là bờ đê đã không còn, và hiện tại là mọi người đang xây lại ở chức năng của biển Tân Thành này, hình như là đang xây lại, đang trùng tu lại cái biển Tân Thành này trở thành một cái khu du lịch.
biển. Mọi người thấy đây, đây là một cái bờ kè. Bờ kè ở đây rất là vững chắc và có kể cả tường chắn sóng luôn, nhưng mà do sóng mạnh quá hay gì đó là để đây. Thấy giả mang không? Sống nó quýnh thì ghê, những vũng tàu nữa. Ở trên đây tuốt, ở trên đây mà quýnh thì mình chuẩn bị mình đi hết cái đoạn đường, hết cái cây cầu này là mình kết thúc một cái chuyến hành trình du lịch Tiền Giang mọi người nha. Mình bắt đầu mình quay trở về, tại vì cũng khá là trễ rồi. Đi hết cây cầu rồi quay về mẹ ơi mọi người ha. Hiện tại cái bờ biển này á mọi người, nó ngăn ra thành hai dòng mọi người. Cái bờ ở bên đây á, nửa dòng biển ở bên đây là nước rất là đục, nhưng mà cái dòng xa xa ở ngoài kia thì nước rất là trong. Nó chia ra thành hai dòng mọi người ạ. Lý do là cái bờ biển chia ra thành hai dòng là khúc từ cái mé mà nước đục trở vào nước rất là đục, còn từ ngoài kia trở ra Vũng Tàu là nước rất là trong, nên là hai cái dải nước nó sẽ tách riêng với nhau. Mình chuẩn bị xuống cuối chân cầu rồi mình bắt đầu cái hành trình quay về luôn mọi người ạ. Bye. Kênh YouTube Đời Sống Nhân Giả nhé. Bye bye.